Những sự thật mà không ai nói cho bạn biết đằng sau những tin tuyển dụng hấp dẫn ở trên mạng. Cùng mình check nha. Số 1. Lương thỏa thuận theo năng lực. Điều này tức là công ty trả lương rất thấp. Nếu ghi ra thì chắc chắn là bạn sẽ không muốn tuyển. Số 2. Môi trường làm việc năng động, có cơ hội để phát triển bản thân. Năng động là bạn phải hoạt động làm việc liên tục, còn cơ hội phát triển bản thân là bạn sẽ phải làm rất là nhiều việc và không được trả thêm lương. Số 3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Cái này là mặc định, làm ở đâu cũng bắt buộc phải có, và không có thì các bạn không nên làm ở công ty đó nha. Số 4. Thưởng lương tháng 13. Lương tháng 13 là lương tháng 13, không phải là thưởng. Và bạn phải đảm bảo trong hợp đồng lao động có điều khoản này, nếu không đến lương tháng 13 cũng không có, chứ đừng nói đến thưởng. Số 5. Thời gian làm việc linh hoạt. Làm việc sáng, trưa, chiều, tối, đêm, cứ sếp gọi giờ nào là làm giờ đó, cực kỳ linh hoạt luôn nha. Số 6. Công ty có hỗ trợ xe đưa rước nhân viên và sắp xếp chỗ ở cho nhân viên ở xa. Điều này có nghĩa là công ty ở ngoài ô, vùng ven xa xôi. Nếu nói ra thì bạn còn không nộp đơn luôn, chứ đừng nói đến là đi làm. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ với mọi người sẽ hữu ích. Follow kênh của mình để biết thêm nhiều việc hay hơn nha.